mình chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video đây giới thiệu với bà con đây là cái vườn nhà nha bà con nha à, nhưng có cái khuyết điểm mà nếu như bà con trồng á, thì mình sẽ tư vấn nó khác đây hơn một chút thì bà con anh em có thể thấy rằng đây là sầu riêng musikin mình trồng còn đây là mít ruột đỏ sơ vàng của indo mít ruột đỏ lá bầu á thì bà con có thể thấy rằng là giờ nó đang có khoảng cách rất là gần đúng không anh em nếu bà con mà chúng ta thấy rằng là mít mà nó sầu riêng nó chưa lớn thì mít nó đã đã, đã tắn nó lớn là nó, tàn nó, nó che tàn hết trơn rồi nhưng mà mình nói với bà con luôn này là do là mình cắt nó lùng lại và cái thứ hai là hiện tại là bên mình đó, là cũng sản xuất bo có nghĩa là sản xuất cái giống để mà cung cấp ra thị trường thế nên là mình trồng như thế này nhưng mà và ba bữa nữa là mình cắt bo để mình ghép nên những cái 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 cành như thế này này bà con những cái cành như thế này này nó xà ra thì những cái cành này sau này mình sẽ sẽ bấm mà mình sẽ bấm mình cắt bo mình bấm mình bỏ hết nó còn trụ lũi à chứ không phải là nếu như mà bà con mà trồng như thế này để trái cũng được nhưng mà có con cái nếu chúng ta để vậy á trồng mít thì được có nghĩa là chúng ta trồng không biết trồng được nếu mà chúng ta trang chen, chen sầu riêng như thế này thì cây sầu riêng nó rất là dễ bị lép tàn nhưng bà con thấy rằng đây là mình kỹ thuật Mình chăm rất là kỹ này bà con cho chăm rất là kỹ bà con nhìn quanh cái cây sầu riêng chúng ta này tàn nó đều không tàn nó đều bon hết cây sầu riêng Mosukin này đó mình bà con thấy này tàn nó đều bon hết này chúng ta có thể quan sát ngay chỗ này này đây bà con ví dụ như bà con thấy là cái, cái, như cái cánh quạt chỗ này nhưng mà tàn ở qua bên ngọn bên này là mình tỉa mình sửa hết bà con thấy nó đều đều bon đó, nó nó như một cái cây bonsai vậy đó đó, tàn ở đều thế nên nếu mà chúng ta trồng sen như thế này á thì bà con phải quản lý cực kỳ kỹ nha thứ nhất là tỉa cành tạo tán như cả thông thứ hai là sâu rầy cũng bài bản thuốc nấm thuốc bệnh chúng ta đi bài bản như cái vườn này là 14 tháng thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều cái video rồi và bà con sẽ thắc mắc là uh, sao trồng gần thì bà con để mà giải đáp cái câu hỏi của bà con thì tại sao trồng gần như vậy thì tại mình trồng gần như vậy là để mình lấy bo để mình ghép có nghĩa là để mình lấy cái giống này bo mình ghép À, mình chia sẻ ra thị trường với bà con mấy mít này là mít ruột đỏ sơ vàng hiện tại nó cũng khá là kinh tế còn sầu riêng về đường dài thì mình sẽ ăn về đường dài đó là đây là mình trồng hai loại là mình xen với nhau đó là mình xen xen với nhau như thế này là đúng ra là nếu như bà con mà trồng không có để cắt cắt ghép băng bo là bà con nên trồng rộng ra à, nếu muốn trồng sen sầu riêng thì chúng ta trồng rộng cái clip mình tại cái clip của mình từ từ này qua bên từ cái nguyên cái bờ mưa bờ bờ cái bờ bờ clip này nè nó có sáu mét rưỡi à? đất ở đây cũng hơi hẹp nó có sáu mét rưỡi thôi thế nên là nếu như bà con trồng á mà để gọi là trồng sen với sầu riêng thì hai cây này này bà con hai cái cây mít mít ruột đỏ chúng ta đang thấy này là chúng ta trồng một cây thôi chúng ta trồng ngay đây là chuẩn nó đẹp nhất có nghĩa là chuẩn đẹp nhất từ cây sầu riêng này tới cây sầu riêng kia là 8 mét thì bà con trồng ngay vô đây là cây mít lại chuẩn nhất à, chúng ta trồng chuẩn nhất nó có một khoảng cách cực kỳ rộng nếu như, nếu mà cây mít đứng như cái áo vàng đứng đây là ok này đó đấy là cái bà con khi mà bà con kiến thiết chúng ta không còn trồng trồng dài nha con còn đây á là em trồng là để em cắt cái bo nhớ nhắc đi nhắc lại là để bà con cắt em cắt cái bo để khi mà cái nghiêng cái dòng là, là em rọc hết đó là em cắt cắt bo để mà em ghép vô cây giống đảm bảo với bà con là ông vườn nhà em thì đảm bảo giống thì giống 100 phần trăm chuẩn nét luôn không có trật đi đường nào hết bà con có thể tới vườn tham quan vườn đúng giống đúng mà em cắt bo em ghép cho bà con đó bà con muốn chia sẻ lại cái giống đó đấy là một trong những cái cái kiến thiết mà khi nếu bà con trồng bà con lên clip 6m 7m thì cũng được bà con trồng cái sầu riêng thì bà con muốn trồng thêm cái mít để lấy ngắn nuôi dài sau này bà con cần thì em mới thu trái luôn nha bà con lấy ngắn nuôi dài thì đứng ngay đây là đẹp cái mít có nghĩa là từ cái sầu riêng này tới cái sầu riêng kia là 8m thì mình cũng trồng cây mít này tới cái mít kia là 8m đó nó sẽ nó có một cái khuôn còn đây là do hai cây này hai cây này là hơi gần đó là dành cho bà con trồng cây ăn trái để mà chúng ta bán trái ra thị trường thứ nhất là thứ nhất nó bảo vệ cây sầu riêng nó không bị bị lép tàn cây sầu riêng cái thứ hai nữa là rễ mít nó sẽ không xâm nhập vào quá nhiều vào trong cây sầu riêng và tàn của rễ tàn của cây mít nó sẽ không che ánh sáng của sầu riêng nên bà con nhìn quan sát là nhưng ở đây là em nói thật chứ bà con này là em ra quản lý cũng kỹ nè gần như là em đi vườn cũng như là em đi đi rau ba bốn tháng em về vườn thì em cũng có người ở đây làm hỗ trợ thuốc sâu rày xịt dù giờ về đây em thấy là của em cũng hài lòng gần như là em hài lòng thấy 90 phần trăm thật sự là làm cái gì nó cũng có một cái những cái khuyết điểm nhưng mà đối với em như thế này là hài lòng rồi ở đây các chú các bác hỗ trợ cho mình rất là tốt Đó, anh Quang thì hỗ trợ cho mình về cái công việc đi đi lại cũng như là hỗ trợ về quay phim về kỹ thuật hỗ trợ cho bà con mình tên Viễn và anh camera là anh Quang à, chúng ta có tiếp tục đi quan sát đi tiếp tục nữa để cho bà con chúng ta nhìn thấy là cái vườn hiện tại ui chút, chút xíu nữa À, cái vườn này hiện tại nó như thế nào này. À, mít này là nhìn thấy lực về cái 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 độ lực nó cũng rất là 10 14 tháng. bốn tháng rất là lực. Mà mình sẽ không để trái nha con cái này là mình không để trái mà mình sẽ cắt bò để mà đưa ra thị trường ra cho bên ngoài cho bà con. Nước chúng ta đưa ra bên ngoài hết này bà con. Thấy không? Thấy ông nước không? Đây bà con. Thấy ông nước này. Ha. À ống nước đưa ra hết bên ngoài để nó tưới, nó tưới là nó tưới phủ ra bên ngoài hết vườn để cỏ nha bà con. Đấy. Cái này là cái này là nước mới xả vô từ kia lên nó nó nó, nó ngậm trong đây nè. Thế nên cái sầu riêng là chúng ta bà con thấy này, cái cái nước này nó nó, nó nằm từ kia nó nó, nó chung vô đây luôn này Thế nên là trồng sầu riêng ở miền Tây chúng ta làm mô. mà bà con thấy lá sầu riêng, lấy cây sầu riêng này. Ha. Quá ok ha. Rất ok có cái cây này hơi còi còi ha trong trong vườn thì nó cũng có vài cây mà nó bị còi bị cọc cây này bấm luôn cái cạnh đây rồi ok thôi à, cho bà con tham quan một chút xíu như vậy rồi mình sẽ làm một cái chủ đề sâu À, hy vọng rằng là bà con sẽ à, có thể thấy được cái mô hình và bà con có thể sửa chữa cái mô hình của mình đang làm nghĩa là hai cây mít này mình đang làm thì nên dùng một cây để chính giữa là ok còn nếu bà con làm như mình cũng được nhưng mà con quản lý sâu rầy và tán tàn cho nó nó ok thì mít chúng ta sẽ trồng làm mua thấp xuống cái sầu riêng chúng ta làm mua cao lên thì cái sầu riêng nó giọt lên cao sau này cái sầu riêng chúng ta nó giọt lên cao thì cái mít chúng ta nó ăn tầng thấp thôi hiện tại là em đang cho cắt hết này cắt đầu đọt của cái mít này em không cho cao nè con em cắt hết cắt gần như là em cắt hết này không không cho cao để giữ cái ánh sáng cho cây sầu riêng của chúng ta nên bà con chúng ta nhìn thấy cái tàn sầu riêng 14 tháng rất là đẹp cái này cũng tự hào nha bà con nha rồi bye bye